Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Bluesoft. Như các bạn đã biết, khi mà chúng ta sử dụng SED Tool là chúng ta có thể sử dụng hàm BS SQL để chúng ta làm công thức trực tiếp trên bảng tính Excel. Tuy nhiên, nếu như các bạn là người biết lập trình VBA, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm BS SQL trong môi trường lập trình VBA. Thì để lập trình hàm BS SQL trong môi trường lập trình VBA, chúng ta làm như sau. Các bạn hãy vào thư mục Etools, vào Help and Demo. Sau đó chúng ta vào Etool VBA Programming. Trong đây tôi đã có một cái ví dụ, đó là call function BS SQL in VBA. Các bạn mở file này ra để ta có thể học cách. Đây, trong cái file Excel này chúng ta có một cái sheet kho, và cái sheet này tôi đã đặt tên là kho, từ dòng tiêu đề là dòng số 3 cho đến hết. Thế thì theo phương pháp bình thường của Etool thì chúng ta chỉ cần làm như sau. Chúng ta đặt công thức, đó là bằng BS gạch nối SQL mở ngoặc, mở nháy kép, chúng ta đưa vào câu lệnh select sao from kho, đóng nháy kép lại, đóng ngoặc lại, và bây giờ chúng ta enter. Thì khi đó cái bảng số liệu mà chúng ta lấy ra từ bảng kho này là chúng ta đã lấy được ra các sheet khác. Ok, bây giờ chúng ta không muốn sử dụng cái công thức như thế này trên bảng tính, mà chúng ta muốn lập trình VBA để trả về một bảng kết quả như tôi đã làm, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta làm trình tự như sau. Chúng ta vào môi trường lập trình VBA. Ok, trong môi trường lập trình VBA này chúng ta hãy làm như sau. Bước 1, chúng ta hãy vào menu Tools, chọn Reference. Sau đó chúng ta tích chọn vào cái mục, đó là Add in a tool query share and manage workbook. Chúng ta tích vào đây. Chúng ta hãy để ý ở phía location này chính là atools.dll. Chúng ta chọn OK. Phương pháp đó là chúng ta đã nhúng cái thư viện lập trình Atool vào trong môi trường VBA để chúng ta có thể sử dụng các hàm có sẵn của Atool. Bây giờ chúng ta lập trình như sau. Chúng ta tạo một macro. Sắp tôi đặt tên đó là call function BSSQL. Đầu tiên chúng ta hãy khai báo biến F cho tôi, F S New, và chúng ta chỉ định cho tôi cái kiểu class, đó là BS Function, viết tắt của từ là Bluesoft Functions. Đây là class chứa các hàm của Etools. Và chúng ta hãy khai báo một cái biến x, chúng ta khai báo một cái biến v, chính là kiểu variant. V ở đây để nhận kết quả từ hàm BSSQL trong môi trường VBA, nó chính là đối tượng kiểu Recurset. V bằng F chấm. Đó, các bạn thấy F là một biến đối tượng kiểu class BS function. Khi chúng ta dùng F chấm thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái hàm mà SED Tool hỗ trợ trong đây. Và chúng ta gọi hàm BS gạch nối SQL. Đó, chúng ta mở ngoặc. Ok, các bạn có thể thấy rằng hàm BSSQL của chúng ta là có 3 tham số. Tham số đầu tiên chính là tham số SQL. Chúng ta hãy đưa vào câu lệnh giống như các bạn đã dùng trên môi trường bảng tính, đó là select cách ra sao from kho, đóng nháy kép lại. Nếu mà chúng ta có sử dụng các tham số thì chúng ta đưa vào như bình thường, đóng ngoặc lại, enter. Và bây giờ chúng ta hãy copy cái recurset này ra môi trường bảng tính. Thì bây giờ tôi sẽ dán dữ liệu vào ô A8, range mở ngoặc A8, đóng nháy kép lại, đóng ngoặc lại, chấm copy from recurset, và chúng ta đưa vào đây là biến v. Đó, tuy nhiên tôi muốn biết được là chúng ta đã lấy được ra bao nhiêu dòng, thì chúng ta gán một cái biến x bằng. Cái việc này là đồng thời ta làm, đó là cái dòng lệnh này có nghĩa là chúng ta đã lấy các dòng dữ liệu từ recurset ra bảng tính Excel. Cuối cùng chúng ta giải phóng bộ nhớ. Chúng ta set f bằng nothing.
tôi sẽ gán cái nút lệnh này với cái macro tôi vừa lập trình xong, đó là call function bssql. Để các bạn xem, tôi bấm vào lệnh. Ồ, nó đang bị lỗi. Chúng ta ấn vào debug. Vì vậy ở phần này chúng ta cần phải là dùng cái toán tử gán, đó là set, đó là kiểu đối tượng. Chúng ta làm lại. Ok, như vậy kết quả các bạn nhận được là 65 dòng dữ liệu tất cả. Các bạn hãy xem đây, 65 dòng tất cả. Đấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nhìn thấy dòng tiêu đề. Đấy. Bây giờ để có dòng tiêu đề chúng ta phải làm một lệnh như sau. Ngay sau cái việc mà chúng ta nhận dataset, chúng ta làm việc đó là nhận tiêu đề. Chúng ta khai báo một cái biến field kiểu object và khai báo một biến g kiểu long. Tôi gán g bằng -1, sau đó tôi sử dụng một vòng lặp for each field in v chấm fields. Tôi sẽ gán bắt đầu từ cột A dòng số 7. Các bạn hãy nhớ rằng là khu vực dữ liệu ta điền vào dòng 8 thì cái phần tiêu đề cột ta điền vào dòng số 7. Và để nó tịnh tiến từng cột một, tôi dùng một cái thuộc tính offset mở ngoặc. Dòng chúng ta bỏ qua, ta ấn dấu phẩy. Ở column offset chúng ta đưa vào cho tôi biến g để nó tịnh tiến chấm value bằng biến đối tượng fear chấm name. Đây chính là nhận tên trường. Để cho thuộc tính offset nó tịnh tiến theo biến g thì g chúng ta phải tăng lên một đơn vị sau mỗi một vòng lặp, g bằng g cộng 1. Ok, chỉ cần thế này thôi là chúng ta đã điền được dòng tiêu đề. Bây giờ các bạn hãy nhìn đây. Ok, 65 dòng. Tuy nhiên chúng ta hãy để ý, chúng ta đã nhận được cái dòng tiêu đề ở phía trên đây. Đó, các bạn hãy xem. Thì thực tế các bạn có thể quan sát, nếu như chúng ta sử dụng hàm BSSQL ở môi trường bản tính người dùng, đây là cách thức dùng cho những người không cần lập trình VBA. Một người không cần lập trình VBA, chúng ta chỉ cần gõ như thế này, Enter là chạy. Và cách sử dụng như thế này là full option, tức là tất cả những gì Atun có, sức mạnh của Atun sẽ chạy thông qua hàm BSSQL ở môi trường bản tính. Còn nếu các bạn biết lập trình VBA thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm đó trong môi trường lập trình. Đó, thì viết như thế này thì tốc độ chạy nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên nhiều thuộc tính của hàm BSSQL sẽ không chạy. Ví dụ các bạn không thể sử dụng được hàm VTC, không sử dụng được hàm data, không sử dụng được thuộc tính nhóm, mà chúng ta chỉ đơn thuần là lấy một mảng dữ liệu ra mà thôi. Đó, thì đây là cái phương pháp lập trình VBA. Thì tốc độ chạy nhanh nhưng mà nó sẽ không phải là đa năng. Tuy nhiên đây cũng là một cách cần thiết cho những người tùy biến trong môi trường lập trình. Ok, nếu các bạn tìm hiểu Atun với phương pháp ứng dụng thuần túy của môi trường người dùng hoặc lập trình, các bạn có thể đặt các câu hỏi trên cái nhóm Facebook hỗ trợ của công ty chúng tôi trên đây. Đó là nhóm cùng học Excel và VBA từ cơ bản đến nâng cao. Thì chúng tôi sẽ có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Clip chia sẻ về phương pháp lập trình trong môi trường VBA với hàm BSSQL của tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.